Sáng nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp Ban tuyên giáo tỉnh ủy Sơn La tổ chức hội nghị học tập trao đổi kinh nghiệm và ký kết chương trình phối hợp về công tác tuyên giáo giai đoạn 2022-2025. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Sơn La. Hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng của mỗi địa phương, học hỏi kinh nghiệm trong công tác biên soạn lịch sử các sở ban ngành và đưa lịch sử vào địa phương, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm mới, sáng tạo, đồng thời chỉ ra những hạn chế khó khăn, nhất là vấn đề sai lệch thông tin trên không gian mạng. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà hai bên thảo luận, đồng thời đề nghị Ban tuyên giáo hai tỉnh tiếp tục phối hợp thật tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về đường lối pháp luật của Đảng và Nhà nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền hơn nữa về phát triển kinh tế, nhất là phát triển du lịch, những thế mạnh, các sản vật tại tỉnh. Tại hội nghị, Ban tuyên giáo hai tỉnh Hưng Yên và Sơn La đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025.